Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, đêm nay và sáng sớm mai, miền Bắc tiếp tục sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn. Trung Bộ thì đêm rải rác có mưa, ngày nắng, còn ở phía Nam tiếp tục là một ngày nắng mạnh. Dưới tác động của đới gió Đông Nam ẩm, nên trong đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực các tỉnh như là Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, sang các tỉnh thành ven biển thì tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù. Độ ẩm không khí tăng lên mức là 90%, hiện tượng nồm ẩm thì bắt đầu xuất hiện. Trong khi đó, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ lại chịu ảnh hưởng của hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang, nên đêm nay và ngày mai thì vẫn có mưa, mưa rào. Tuy nhiên thì mưa chỉ duy trì về đêm và sáng, đến trưa và chiều mai thì mưa giảm. Nhiều nơi ở Bắc Bộ trở lại với trạng thái thời tiết nắng, nên nhiệt độ trong ngày mai vẫn dao động trong khoảng từ 25 cho tới 27 độ. Với các tỉnh, thành phố miền Trung, thời tiết cũng có một chút khác biệt. Ở phía Bắc thì trời nhiều mây, cũng có mưa nhỏ và nhất là hiện tượng sương mù, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp trong khoảng thời gian đêm muộn và sáng sớm mai. Trời có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây sẽ phổ biến là từ 25 cho tới 27 độ. Từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, đêm nay và sáng sớm mai cũng nhiều mây. Trưa và chiều mai thì trời chuyển nắng, mức nhiệt là từ 27 cho tới 28 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, mức nhiệt ngày tiếp tục cao, dao động trong khoảng là từ 29 đến 32 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, mai tiếp tục là một ngày ít mưa, nắng mạnh. Ở miền Đông Nam Bộ, trong đó thì có thành phố Hồ Chí Minh đều xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao, phổ biến là từ 35 cho tới 36 độ. Miền Tây Nam Bộ thì lác đác vài nơi xảy ra nắng nóng, phổ biến với ngưỡng nhiệt là từ 33 cho tới 34 độ. Trong khi đó thì ở Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất thì cũng tăng, dao động trên ngưỡng là 30 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Các vùng biển khác thì thời tiết khá tốt. Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa thì có gió đông bắc đến đông cấp 4 đến cấp 5, huyện đảo Trường Sa thì có gió đông bắc cấp 5, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.